Vâng, chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop Hoàng Nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Thì hôm nay em sẽ quay cho các bác một sản phẩm nhà em mới về. Thì em quay em lên sóng cho các bác một dòng máy giặt Toshiba. Toshiba 11 cân 67 sấy 7 các bác nhé. Nó có mã TVK117A7. Một trong những mã siêu VIP của nhà Toshiba. Cái dòng tua cao này thì các bác nhìn rồi, nhìn dáng dấp rất là đẹp, chạy rất là êm ái, chuyển động trực tiếp các bác nhé. Đây là lồng máy giặt này, nhà em chưa động chạm vệ sinh gì, lồng máy giặt gân kim cương rất là đẹp, chưa động chạm, chưa vệ sinh gì. Bác nào có nhu cầu sở hữu cho gia đình nhà mình một chiếc máy giặt Toshiba cao cấp, chuyển động trực tiếp này thì êm ái, thì nhấc máy alo cho em 0914300368 các bác nhé. Đây các bác nhìn này, giấy là nó vừa mới dán vẫn còn ở bên Nhật về. Đây các bác nhìn bưởng tôn này, nó như một chiếc ở trong siêu thị mới ra. TVK A7. Đây hộc sấy các bác. Cái dòng này thì rất là bền bỉ, giặt rất là êm. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu sở hữu sản phẩm này, máy giặt Toshiba TVK117A7, nhà em thì dòng tô này em dám khẳng định với các bác là em sẽ bảo hành cho các bác 25 với tài chính 22 triệu, kèm nguồn, kèm vận chuyển, kèm lắp đặt các bác nhé. Bảo hành 25. Những con hàng chất này thì các bác dùng thì nhiều năm các bác không phải lo về vấn đề về sự cố nữa. Đấy, bác nào mà quan tâm về sản phẩm nào, tiền nào của ý các bác nhé. Tiền nào của ý, sản phẩm này thì nhấc máy alo cho em để em cho thợ dọn dẹp vệ sinh cho các bác. Con này nếu mà dọn xong thì đúng là nó như một chiếc ở trong siêu thị mới ra các bác. Rất là xịn sò luôn. Địa chỉ shop nhà em có địa chỉ tại Quái Châu, Hưng Yên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp sản phẩm. Bác nào xa thì có thể đặt cọc cho em mang đến tận nơi các bác, phải trả tiền các bác nhé. Nhưng các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm nhà em đưa ra thị trường ạ. Sau đây thì em cũng mới về một loạt tủ lạnh. Một loạt tủ lạnh các bác này. Rất là nhiều tủ lạnh. Thì em sẽ chi tiết quay cho các bác. Những sản phẩm tủ lạnh mới nha em. Đây. Mới về nha em, rất là đẹp.